Kính thưa quý vị, Tết ai cũng muốn tiễn đưa cái cũ, đón nhận cái mới may mắn hơn. Nhưng vẫn có những điều động lại, những câu chuyện rất đẹp mà chúng ta vẫn muốn giữ lại. Chắc hẳn nếu quý vị từng xem phóng sự, từng đọc bài báo về cô thủ thư Quỳnh Thị Sậm thì không thể quên được một người con gái nhỏ nhắn sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Hậu Giang, bị liệt tứ chi mà vẫn viết chữ, vẽ tranh rồi tốt nghiệp đại học trở thành cô giáo dạy miễn phí cho những học trò có cùng cảnh ngộ. Có rất nhiều bài báo và bài viết về nhân vật này, nhưng khi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang có cơ duyên gặp gỡ và thực hiện phóng sự Sống như Sậm với góc nhìn khác, Sậm trở nên đẹp hơn vì cách mà cô đã đối mặt với nghịch cảnh của cuộc đời mình. Khi phát sóng phóng sự này, chính chúng tôi cũng không ngờ là ngay lập tức đã nhận được vô vàn tình cảm yêu quý, ngưỡng mộ của khán giả trong và ngoài nước dành cho Sậm. Người con gái này đã truyền một nguồn cảm hứng sống mạnh mẽ đến cho tất cả mọi người. Và trong ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi xin được trân trọng tôn vinh Sậm là nhân vật năm của HGTV. Người con gái sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Hậu Giang. Chưa đầy 3 tháng đăng tải trên mạng xã hội Facebook, phóng sự Sống như Sậm đã nhận được 2.400.000 lượt xem, cùng khoảng 20.000 lượt chia sẻ, hơn 1.500.000 lời bình luận. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay khi viết về tấm gương nghị lực vươn lên. Sự đón nhận này giúp đài hiểu hơn khán giả đang cần xem gì. Những kiều bào ở nước ngoài đều dành những lời ngưỡng mộ về tinh thần thép của Sậm. Có người là bạn học, đồng hương đã nhận ra Sậm. Đa số đều bất ngờ và lòng đầy tự hào vì cô gái nhỏ nhắn ngày nào nay đã làm được nhiều điều lớn lao. Ngưỡng mộ về nghị lực của cô gái cùng quê, chị Nguyễn Thị Lệ Hằng ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ đã lấy Sậm là tấm gương dạy cho con cháu mình phải luôn biết phấn đấu. Coi cô đó, cổ cầm dí, cổ vẽ bằng giò kìa. Đó, đẹp chưa? Ngày Sậm từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà ăn Tết, bà con chôm sớm đều hết sức vui mừng, chào đón như người thân ruột thịt trở về. Hồi đó cổ đi lên suốt đây hoài, nhưng mà chị không có biết được là chỉ giờ cổ giỏi vậy. Nhưng mà sau khi lên truyền hình thấy về nói hỏi của con nhỏ em của cổ đó, nó trời ơi, chị thấy lên truyền hình quá giỏi rồi, viết chữ đẹp mà vẽ tranh cũng đẹp. Mà cái vụ mà chị phái nhất là kẹp tóc. Thiệt, kẹp tóc mà kẹp bằng giò đó hen là chị thấy phái rồi. Nó trời ơi, cô đó quá trời giỏi rồi. Kẹp bằng giò người ta kẹp bằng tay, còn này tự cái giò mà kẹp được. Là mà bấm máy mà bấm bằng giò luôn, đâu có ai làm được như cô đâu. Tình cảm mà mọi người dành cho Sậm làm khúc sông quê rộn rã tiếng cười. Lòng Sậm cũng vui như hoa nở bên mùa xuân. Dù rất quý trọng những tình cảm mà mọi người đã dành cho, nhưng Sậm luôn sống khiêm tốn trước mọi hoàn cảnh. Cô gái này luôn cho rằng những việc mình đã làm trong hành trình đầy chông gai đó là rất nhỏ. Nhưng chính việc Sậm đã bơi xuồng cả chục cây số trên con sông này để đi học chữ, vẽ tranh, học đại học rồi dạy học như một người bình thường lại là một điều hết sức phi thường. Nó vượt cả ngoài sự tưởng tượng của người mẹ này. Thì bà coi xong rồi bà nói trời ơi, gái hồi đó tôi làm nuôi nữa lớn, không biết mần gì gì ăn, bà tôi với ổng gầu. Không có ngờ Sậm làm như vậy chứ, tay chân mình có mình làm không được đó. Còn cô coi nói vậy đó, bắt nguyên bắt đài dính la gan. Cô bác nào cũng la, trời ơi không ngờ nhỏ như vậy, nó quá giỏi quá tài. Mà bây giờ những đi làm phước cho những cái chị em mà bạn bè mà không biết chữ mà dìu dắt lên. Qua một cái thời gian mà chương trình đã phát sóng ra vậy thì Sậm đã luôn luôn nhận được những cái tình cảm đầy yêu thương, lời động viên, lời chia sẻ rất là chân thành của quý khán giả, để làm cho Sậm cảm thấy là mình có một chút xíu cái thay đổi, là mình sẽ cố gắng phấn đấu hết mình với một cái công việc, dù đó là cái khó khăn hay là cực khổ thế nào, Sậm quên đi cái sự mệt nhọc đó. Và Sậm luôn ghi ơn nhớ hết tất cả những tấm lòng mà của quý vị khán giả đã dành cho Sậm. Với một tâm hồn dễ bị tổn thương thì từng lời động viên,
từng vòng tay dang rộng chở che là liều thuốc để hai ngón chân chẳng bao giờ thẳng nầy hoạt động không biết mệt. Mặc dù nó yếu ớt nhưng lạ thay lại kỳ diệu vô cùng, viết nên những câu chuyện đẹp. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là người thầy đầu tiên dạy mẫu giáo lúc Sậm đã 15 tuổi. Nên Tết nào, cô học trò nhỏ này cũng về thăm và chúc Tết thầy với lời cảm ơn sâu sắc. Hồi xưa thì nghĩ không nghĩ tới đó đâu, không nghĩ. Chỉ mong cho Sậm biết được, mừng rồi. Không nghĩ tới, bây giờ Sậm làm được gì thì rất mừng. Cái người mà có quyết tâm á, thì đốt cháy hết trơn mấy khó khăn được hết trơn. Cô Sậm không có, nhiều người tôi nghĩ phải có cái gì đặc biệt, ông thầy có gì đặc biệt cô Sậm này mới học được, nhưng mà không có đâu. Anh thua cái quyết tâm của Sậm mà cố gắng là học được. Quyết tâm của Sậm là rất sắt đá, khiến bao khó khăn phải lùi bước. Qua về phe sắt trên mái nhà khiến ngày Tết của gia đình nhỏ trở nên ấm cúng hơn. Sậm rất yêu hoa, nó như ẩn chứa cả khát vọng về cuộc sống tươi đẹp. Những việc mà Sậm đã làm như chứng minh cho mọi người thấy khả năng của con người là vô hạn. Mọi thứ dường như bé lại khi đối diện một tâm hồn lớn. Người con gái đẹp ấy đã cho cuộc sống thêm nhiều hy vọng trong mùa xuân mới này.